Nhà Phong số 1 mến chào cô chú anh chị đã đến với trên kênh Phong số 1. Và đây là mấy cái ngôi mộ của sư thầy của chú anh chị ha. Đây là thầy Ba. Đây là thầy Ba, còn Tốt đây là thầy Út. Còn thầy này thì số 1 biết thôi chứ mà không biết không thầy đó là thầy gì nha cô chú anh chị. Rồi bên đây thì đây mẹ mộ của mẹ không nói nha, bên đây thì mộ cũng đông lắm rồi chú chị nha, khá là nhiều mộ, nhà mộ không à, bây giờ ở đây là các nhà mộ không à, quá trời kêu gọi luôn. Thì mẹ mình là dự kiến là không có đúc nha cô chú, chỉ lập tôn làm khung sắt một tôn thôi, thấy hoành tráng vậy chứ không có đúc nữa. Tại vì đúc nó hơi cao tiền, chắc không đủ hình ra mới làm tôn nha. Khung sắt làm tôn, còn hả mà đủ vốn thì mới đúc, đủ quan thiệt luôn. Bây giờ 2 giờ mình đang làm hết. Đây, mời cô chú chị vô bên trong. Thì bên trong thì đây có cái đống vỏ dừa nè. À, quá trời quá công. Rồi hôm nay trước khi về đốt một tăng thằng về. Thì sao về cái ông trời mưa. À, ông trời mưa còn nóng nóng bấm như đây. À, mình review món ăn trước đây cô chú anh chị mình. Rồi bữa nay là tao cả rồi, bữa nay có hộp xôi với xôi cũng không có thuốc nữa, không thấy thuốc rồi đâu, không thuốc rồi cái đèn tắt luôn hết cây nữa. Vậy đó cái đèn thuốc không có. Đây phòng xong mất viên thuốc thì dù khúc thì nhận phòng chút. Vậy ha. Vanica. Ôi nhà mình còn cái hút nào nhà không? Một hút luôn tiêu hết luôn đi. Nhớ nhà cũng còn hút của nhà mình. Bỏ phố rừng nó không phải biết nhà mẹ phố rồi gửi cho mấy gói. Mà đâu có nói gì đâu biết nữa. Trời ơi, quẹt hết luôn à. Trái luôn rồi, cô chú chị thôi. Mua gì? Cái chuyện đó tính sau đi, bây giờ mình lau mộ đi, đang ghi hình mà chạy qua chạy lại làm gì. Mình sẽ hấp hơn trước. À, có chim, tiếng chim kêu nhiều chú ha. Bữa nào nghe có tiếng chim kêu là nghe phê phê. Khó cần làm nhạc vô luôn. Mình phải bẻ cho nó cục bớt luôn chú anh chị mình. Mình
Mình nghe không có bằng cái máy nha. Cái máy cái tiếng nó hầu vô cái tiếng chim nghe lớn lắm. Mình nghe cái lỗ tai mình nghe nhỏ hơn cái máy. À, Phong số 1 nguyện 10 phương chư Phật từ bây giờ hộ tiếp độ linh của mẹ con là Nguyễn Thị Ngàn. Quân sinh 1958 quá nhãn 2024. Phong thọ 68 tuổi lầy đã Phật niệm tu pháp, phần kinh giác ngộ của hành sinh mình. À, quân sinh 1957 của chú anh chị. Cậu năm mới sinh năm 1958, một cái lộn với à. Năm du linh 1958. Má con sinh năm 1957. Mà cứ nói lộn nữa. Ở đây nghe tiếng chim của chú nhìn nha. Rồi mình để má xa xa này hai chồng mình lau mộ và nói mình nếu mà cô chú anh chị mình không nghe không cảm. Nãy tính đem cái cục hết luôn hả? Không còn cái nào luôn. Trời ơi. Hết khăn ướt rồi cô chú chị mình ơi. Hết rồi. Chiều mua. Để về đăng mẹ coi mấy chị với em hay có đứa nào mua. Kiếm tư nữa rồi. Cái vợ mình đóng ra dây chánh, mình đóng dây phụ của chú anh chị rồi. Vô lao hết rồi. Với phần phải có khăn ướt mình mới lao cái màu bia được của chú anh chị. Còn mình lấy cái khăn này mình lao màu bia mình không hay nghe ngại. Dạ. Tối thì là chim, à, bằng ngày thì quay video.
Hình như nó còn một khối của chú gì nữa, mình thấy còn một khối nè. Đấy, chút nó kêu mấy thằng đèn là qua chậm đốt cho phong cho mốc lành vô này. Đó. Mấy cái mộ này mộ của cái mộ mộ trên này là mộ ông Út của phong cho mốc nha, nhà ông Út. Còn mộ này là mộ của vợ cậu Hai Thắng. Còn mấy cái nữa, mấy cái này cũng người thân không mà để con chú mốc cũng làm nha. Cảnh trời hôm nay bên bên đây là cái con ngoài ngoài cái tường này là một con đường con đúng vậy mà một con đường có chạy xe rầm rầm rồi em rút nha chưa chưa hả hả ủa à, vậy mấy cái nhang đó ai đốt? Wow, có người vô đốt sớm hay sao cô chú anh chị mình? Ngon ha. Đúng rồi, coi đốt cái máy thì bẻ chân nhang cho cục cục lại đang đốt đốt luôn đó. Lửa tắt rồi, hằng lửa hằng đèn ô, những điện tắt ô, cũng còn nóng hổi à, nhưng mà đều phải đun lại nó mới cháy. Gì, em biết cái gì? Phòng sao mốc thấy có hai ông phở. Có hai ông phở đến ok. Hello, chào hai ông phở. Lôi máy về chỗ khác hả? Đây đi. Giờ chừng nào xây đây? Chắc đi vòng quanh thế giới. Vòng quanh thế giới à? Xong rồi phải dây xây dứt sau này nha cô chú chị ha. Nhà tại chưa có gì thay. Cái nào cũng đốt nha, hai nước cái bả thấy không? Thấy. À vậy là thầy ra đây là hữu phạm là đốt nhang hai nước phong số mốt không biết là ai ha. À sáng đốt nhang hai nước ha cô chú anh chị ha. Mình giờ mình trước khi mình tin cái đó phải lấy cái cây này cái cây này mình sọc vô cái bả kỹ mà phải là vậy cho bả đây phải là vậy chứ người không có làm thôi chứ thì cái ông thợ này ông nói anh thợ này nói là quen nha cô chú cũng trầm sớm không à thì sáng vô sáng vô là đúc nhang cho mẹ đó đúc cái cây vô đó đúc cái cây vô quẩy đi cô chú chứ chứ cái nào cái này là vô tác dụng rồi nha dạ vậy đúc cái cây này vô đó. Mà con chứ mà con là không mà con cũng không có làm gì đâu không cái không gãy ha đó vậy cứ đi cô chú anh chị mình nó được đó. Ôi từ cái lọt quay qua từ đúc cát tới trước đúc cát ok lướt không lướt được không đi lên được lên được lên được rồi chào
Đó, nghe tiếng xe ngoài đen của chú chị, nghe tiếng xe ào ào ngoài đường. Đó, bị sao cái tường này là có con đường ngoài đó. Dạ, thì tới giờ Phong số 1 về. Đây. Quẹo ra ngoài, nãy mấy ông kia quẹo trong, con này quẹo ra phía bên phải nha. Đó, quẹo ra. Dạ thì wow, mờ quá trời, cô chú tính kết thúc clip mà hay mờ quá trời để quay cho cô chú xem. Đó. Oh. Rất là đông mộ nha. Rất là nhiều quá. Đây nè. Hai mấy cái nóc á, phải không? Đó. Đông lắm nha. Nha. Yeah. Yeah, thì đến đây Phong số 1 xin kết thúc clip luôn cô chú chị mình ha. Dạ. Yeah. Quay lại cái mẫu mèo bên cái này. Đó. Thì cuối clip Phong số 1 xin chúc tất cả bà con cô chú mình một buổi sáng ha. Hôm nay là một buổi sáng. Trước hết là thật nhiều sức khỏe cái đã, và thật nhiều hạnh phúc và thành công trong mọi công việc của mình ha. Dù cô chú mình có người buôn bán, có đa phần là buôn bán thôi cô chú ha, làm cái gì đó thì cũng cũng đạt hết ha. Dạ. Yeah. Hello, xin chào cô chú anh chị mình. Bye bye, xin chào. Nhớ phò cho Phong số 1 một like ha, một tim, một chia sẻ, bình luận nha ha cô chú anh chị. Phong số 1 chân thành cảm ơn cô chú rất rất là nhiều. Bye bye, xin chào cô chú anh chị ha. Dạ. Yeah. Clip này để y luôn, khỏi có sửa chỉnh sửa ha. Dạ. Yeah.